À, xin chào cả nhà. Hôm nay shop giày Khiêu Vũ Thanh Phương soạn giày gửi cho khách hàng cho các tỉnh thành và ở miền Bắc dưới miền Trung. Thì sẵn đây shop giày quay cho mọi người xem một số cái mẫu giày là khách đặt. Đây là mẫu giày bích mũi. À, nó kết hợp với màu màu đen nhung và màu bóng của màu vàng. À, bên hông là một cái lớp lưới. Đây là giày bít mũi thì khách hàng này mang chân size 34 và gót 7 phân. Chân size này là size nhỏ. Chân này là người lớn mang nha, nhưng là tại bằng chân nhỏ. Rồi đây, cái mẫu thứ hai là cái mẫu giày màu trắng bạc. Ở đây là khách mang size 36 và gót, đây là gót gót 9 phân, rất là cao ha. Mang để dành đi đám cưới, đám đồ, nói chung là họ ít nhảy mà mang để dành mang đi chơi. Nếu mà những người mà học lâu năm, 2-3 năm trở lên thì họ mang 9 phân là nhảy bình thường, là đi quen rồi. Đây là một cái đôi giày màu trắng bạc. Đặc biệt là giày bên Phương này đều có cái logo của shop giày Khiêu Vũ Thanh Phương, cái thương hiệu có cái tên. Đây nè, đôi giày nhìn rất là vững. Còn cái mẫu giày thứ ba Phương muốn giới thiệu cho mọi người là đây, khách đặt cái mẫu giày có cái chữ giống như là một chữ S rồi mà tiêm tiếng bạc ha, rất là chiếu. Nên Phương đang quay với điện thoại camera thường nên là nó cũng không có đẹp gì mấy. Đây là size 39 mà họ mang gót 5 phân. Đây, giày này thì mang vô chân form nhìn rất là đẹp ha. Còn cái mẫu giày tiếp theo, mẫu giày thứ tư thì Phương giới thiệu là bữa nay gửi cho khách luôn một đôi giày với cái mẫu là size 37, màu màu kem, màu da người. Dây đường treo 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 chéo mà rất là đơn giản, nhìn rất là đẹp. Khách mang 7 phân, size 37. Anh chị nào mà có cái nhu cầu mà đặt giống như các cái mẫu như vậy này thì cứ nhắn tin gửi qua số điện thoại cho Phương 0917 684 282, thì nhắn tin qua Zalo hoặc là tin nhắn thì gì là Phương thấy Phương sẽ trả lời. Và mẫu giày thứ năm ở đây Phương muốn gửi mọi người là cái mẫu giày kết hợp với hai màu, đen là màu chủ lực. Dưới một màu này nó giống hồng quá. Để hai đôi lại để mọi người nhìn cho nó dễ nhìn hơn. Chân này là chân 37. Đa số là chân 37 là chân chuẩn, 37 và 8. Đó là hai chân chuẩn thường là khách đặt nhiều nhất. Đây là một cái đôi giày rất là thông dụng mọi người thường là mang. Đây, xuống là size 37 mà cao thì 9 phân. Cao 9 phân. Rồi, một cái Phương nói ngắn gọn nha ha. Còn một cái mẫu nữa là một cái mẫu gì thì mẫu thứ sáu, nhiều quá. Đây đó, thành bánh ú ha. Khách mà không nhớ mẫu thì nói mẫu bánh ú hoặc chụp màn hình khi gửi qua Zalo cho Phương, size 38 gót 7 phân. Đây, khách đặt 38. Rồi
À, đây là size 39 của khách đặt luôn. Màu đồng với màu đen. Nó cộng dây đưa ngang rất là đơn giản, nhưng lúc này những người chân to size 39 và cân nặng nhiều nên họ mang có 3 phân thôi, đi cho nó đỡ mỏi chân. Đây là giày bít mũi, sử những người thích mang bít mũi thì mình đặt bít mũi, hoặc là bằng chân mình xấu thì mình bít mũi mình che mấy đầu ngón chân lại. Đây là size 35, size 36 nhé, gót 5 phân. Đây là giày bít mũi. Đây là những cái chất liệu là bằng lụa hết nên là mình mang rất là mềm. Rồi còn đặc biệt là thêm một cái mẫu giày này nữa rất là đẹp nhé, này cũng khách đặt. Những giày này thì đều khách đặt rồi hết rồi nha mọi người, nên là mình có đặt thì mình cứ chụp màn hình mình gửi thì Phương cho thợ đóng để mình mang Tết. Đó, trời quá trời chiếu luôn, thấy chiếu ánh đèn không à. Ở đây là 9 phân 37. Ồ, đôi giày rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp. Là cái điện thoại Phương cầm tay nó rung, nó không có vững nên nó hình không có kỹ nên là Phương giữ đây nè, rất là sáng nha mọi người. Đây một cái mẫu là nữa là khách đặt cho đội nhảy tập thể. Đó, nhảy cho nó giống nhau cho nó đẹp thì rất là nhiều. Phương buộc bọc lần lần 5-6 đôi. À, đây khách đặt tập thể mã số L1. Thương hiệu Thanh Phương, shop Dan Sport, size 39, size 37, size 39. Nó còn một cái mẫu giày nữa Phương muốn giới thiệu với mọi người, là đây là rất là hot, là đôi giày cao cổ, đôi giày cao cổ màu đen nhung, có tia kéo phía sau, nhìn rất là lạ, giống như một đôi giày boot. Đây cũng vậy, đây là kiểu giày cao cổ nhưng mà khách đang 3 phân à. Đây là một cái mẫu khác cao cổ dây lưới khác. Tại khi mình mang cái bàn chân vô thì mình nhìn nó rõ hơn. Tại vì Phương ở đây Phương đang quay với tất cả đều đôi giày nó đen hết trơn, cái nền nó nói nền nó phải nền trắng nên là nhìn nó rõ. Nền này là cái nền bằng gỗ, để quay để nói cho mọi người hình dung được. Đây là một cái đôi giày màu đen nhung nữa nè, để những anh chị nào mà mua giày á, mình để mình hiểu được là giày khiêu vũ là tất cả là đều phải đóng, chứ không có phải là giày kiểu mà thị trường ở chợ có sẵn rồi đi ra rồi thích rồi mua rồi mang vô không đó, nên là giày khiêu vũ là giày đóng. Thợ đóng giày khiêu vũ thì cả nước thì đếm trên đầu ngón tay. Nói thật với mọi người, nếu mà mọi người chơi khiêu vũ lâu năm thì mọi người sẽ hiểu được. Những người đóng giày khiêu vũ thì đếm trên đầu ngón tay, nên là mọi người phải đóng, đặt đóng và phải đợi. Còn nếu mà mua mà giày mà Quảng Châu này cái kia nhập về thì giày nó có những cái hàng chính hãng và hàng nhái. Hàng nhái thì mình mang vài tháng là nó bị bung rồi. Còn đặc biệt là giày đóng thì nói thiệt với mọi người là bao keo cho mọi người trọn đời luôn, trọn đời luôn, bao keo luôn. Tại vì mình nghĩ là khi mọi người mang 3 4 năm là hư đôi giày là muốn bỏ rồi. Thì keo là không bao giờ hư. Nên thì các anh chị chơi giày khiêu vũ nhiều thì có thể là mình sẽ ngộ ra và mình có kinh nghiệm nhiều hơn.
Rồi chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và có những bước đẹp thật là thăng hoa và những bước nhảy thật là dễ thương. Xin chào và hẹn gặp lại.